Chào các bạn, đây là Chủ tịch Thế giới 2024 được diễn ra tại Berlin, khi chúng ta đến với trận đấu thứ 6 của ngày hôm nay rồi, khi đây là cuộc đối đầu giữa Hanwha Esports, hạt giống số 1 của LCK đối đầu với là PG Tà Đồng, hạt giống số 1 của PCS, nhưng sẽ là Pool 1 đối đầu với là Pool 4, một cái cuộc cảm tráng mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là khó khăn dành cho PSG. Chính xác như vậy, bởi vì PSG ngay cả cái màn trình diễn của họ ở giai đoạn play-in cũng chưa thực sự thuyết phục lắm khi mà họ đã để thua trước Madeleine Coy. Và ở cái lần này họ sẽ phải đụng độ với một đội đang có một phong độ rất cao, và thậm chí là meta cũng đang ủng hộ nữa, khi mà các bạn có thể nhìn thấy những tướng trong meta như là Yone hay là Jin ấy, thì đây Zika và Viper đánh là quá tốt. Rell trong meta thì Delay cũng sẽ quay trở lại mà thôi. Peanut và Doran thì vẫn có Rumble với cả V, hoàn toàn có thể chơi được. Maokai và Ivan nữa. Đúng rồi. Về mặt cái lối chơi của BG thì ngay cả vòng play-in thì tôi cũng đã nhận định là sức mạnh của họ không thuyết phục, rất khó để có thể tiến sâu. Và tôi nghĩ là qua được vòng play-in đã là một thành công lớn đối với BG ở thời điểm hiện tại rồi. Và khi mà đối đầu với lại Hanwha Lions, một đội hình đang rất bay về mặt phong độ và cái sự gắn kết của họ, và thậm chí cái meta cũng đã ủng hộ họ nữa, thì liệu rằng có cơ hội nào để cho thể BG có thể gọi là cầm cự được trước một Hanwha Lions mạnh mẽ này không, khi mà những cái chất tướng đường giữa ủng hộ cho ZK đi rừng, những chất tướng rừng kiểm soát dành cho Peanut cũng có, và thậm chí là đường dưới chúng ta nhắc tới những con tướng như Jin rồi Jinx các kiểu rất là nhiều. Nhưng mà con Ezreal trong tay của Viper, của Quy của anh ta như là chỉ định chứ chẳng phải là định hướng nữa, thì vẫn có thể đem ra sử dụng trong meta hiện tại. Nhưng mà phải nói về PSG, khi mà họ vượt qua được vòng khởi động, trận thắng của họ trước Bang Gaming là một lối đánh kiểm soát rất là tốt. Thật ra cái trận đấu đầu tiên mà họ thua thì chính họ nói rằng chúng tôi nhận định meta không tốt, đưa ra những sự lựa chọn cảm giác rằng nó không đúng với meta lắm, rất là khó để vận hành khi mà họ bị outscale hoàn toàn. Nhưng đến với cái trận đấu với là Madeleine Coy, thật ra họ thua bởi những quyết định đưa ra nó không tốt bằng đối phương mà thôi. Những tình huống xử lý từ Junjia có phần đó sai lầm, nó khiến cho họ thua. Nhưng trong cuối cùng của họ trước qua Redith, thật ra là họ thắng cách hủy diệt nha. Họ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào cả, và cái cách phối hợp của họ cũng rất là mượt mà trước bên phía của Redith nữa. Cho nên đến với cái trận đấu đầu tiên này, khi mà biết chỉ đầu với là Hanwha Lions, thật ra là thử thách rất là khó nhằn cho họ. Bên phía bên kia thì chưa biết như thế nào, nhưng mà màn trình diễn của PSG đúng như anh Thiên nói cũng hơi phập phù một chút xíu. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ đến từ bên phía của Junjia có thể gặp vấn đề mà thôi, chứ bốn thành viên còn lại đến từ phía PSG hiện tại đang làm rất là tốt rồi. Cái ngay cả ban pick nữa, có quả A Chư cầm con Corki lên đường trên, tôi cũng không hiểu lắm về cái nhận định meta này của bên phía PSG. Nhưng mà đây, những cái gì mà trên màn hình thì tôi đang hơi lo, bởi vì thường là nói chuyện lâu thế này là có vấn đề nên cũng hơi sợ. Không biết là vấn đề về tai nghe cái gì mà thấy trước đó có một trọng tài đứng kế bên của Maple cầm tai nghe. Và Maple cũng chính là người thi đấu tốt nhất của PSG trong suốt giai đoạn vòng khởi động, khi mà rất là nhiều ván đấu anh ta gần như đè bẹp đường giữa của đối phương, tạo ra những lợi thế dành cho PSG. Và trong cặp đấu với là Benjamin, thật ra Akali của anh ta rất là ấn tượng. Còn cặp đấu giữa bên phía Wanderthief và PSG thì Maple cũng khiến cho Quid mà không làm được một cái gì cả. Thực ra là vẫn đang phải đánh xoay quanh phong độ của Maple. Anh ta là người cầm trịch cái nhịp thi đấu dành cho BG. Nếu như đường giữa của Maple không tạo ra được nhiều khoảng trống, là gần như cái khả năng đánh macro đến từ BG nó cũng sẽ khá là gặp vấn đề. Và đội hình của BG cũng lại đang là một đội hình đánh rất nặng về macro. Đúng thì đó lại là cái điểm mạnh của Hanwha Lions nữa. Thì khi bạn đấu điểm mạnh với đối phương trong khi cái điểm mạnh của bạn nó nằm B thôi, người ta đang ở tầm S rồi, thì nó sẽ là một cái thứ gì đó rất là khó khăn. Với cả thực ra là Hanwha Lions cũng có một cái độ đột biến rất là cao đến từ kỹ năng của gần như là tất cả các đường cánh của họ đều cực kỳ xuất sắc. Ví dụ là Zika xử lý những quân bài như là con Yone hay là Akali rất là tốt. Doran thì thực ra vẫn là một người chơi đi đường trên tay to, cực kỳ to luôn, và anh ta có rất nhiều chiếc lỏ ở khu vực đường trên này. Peanut cũng là một người có cả kinh nghiệm lẫn kỹ năng đều có thể xử lý được. Và Viper thì thôi, đừng hỏi luôn. Cái giai đoạn này là giai đoạn mà tôi nghĩ là phong độ của Viper là cực kỳ cao. Nó đem về trước cúp LCK cho lần đầu tiên cho ZK luôn, cũng lần đầu tiên cho Viper. Và tôi nghĩ rằng thật ra với cái phong độ tại meta này thì nghĩ là rất là nhiều tướng dành cho phía của Viper dùng được nha. Kai'Sa là vị tướng anh ta dùng được, và Ezreal cũng là vị tướng mà tại meta này vừa rồi. Thật ra là Kai'Sa những ván đấu là không phải là thành công lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cách chơi đến từ bên phía của Hanwha Lions thì giúp cho Kai'Sa để dễ vận hành là điều không phải là khó. Được, tại vì họ sẽ ưu tiên sát thương vật lý đường giữa dành cho ZK, thì bù lại phía dưới con Kai'Sa lên AP nó sẽ cân bằng về lực sát thương dành cho đội hình của Hanwha Lions, cũng là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Mà những cái đấu sĩ đường trên cũng sẽ là một cái công cụ đó rất mạnh mẽ dành cho Doran. Còn đi rừng thì chắc chắn rồi, cái bệ tướng của Peanut
nó sẽ xoay quanh những con tướng chống chịu để có thể hỗ trợ cho đồng đội mà thôi. Còn nếu khi cần một đội hình đánh giao tranh khỏe thì có Wukong, Vinet vẫn là uy tín. Thực ra con Vi cũng được. Vi cũng được. Vi là autoban nhé. Ban rồi, chắc chắn. Chắc chắn phải ban rồi. Bây giờ anh cứ tính đi, bây giờ nếu mà bên phía đội 2 Sabafan có gì, Aurora là khả năng khá cao sẽ phải cấm rồi. Không nên là cấm lên cả Yone, vì thì thật ra bao pick còn rất là nhiều nha. Pháp sư khu vực đường giữa cũng còn. Thế tôi có cảm giác là họ sẽ ban là Zik, Vi cộng với cả là Yone. Nếu như em Marble thì nhập là em. Nếu Marble tự tin thì vẫn có thể là thả Yone để đấu kèo Yone Akali. Đó, mà nếu như mà Marble mà thắng kèo luôn á thì đó là một cái quả bóp tinh thần rất là mạnh ấy. Nhưng mà nếu mà như thế thì có khi nào Hanwhalai tự lấy Akali không? Cho Maple đánh Yone luôn. Nếu mà nói về màn trình diễn Yone của Maple ấy, tôi cảm giác là nó chưa tới. Nhưng còn màn trình diễn Akali của Zika ấy, chúng ta đã thấy rất nhiều rồi. Nghĩa là cả Yone và cả Akali. Zika đi. Zika đi. Được sai lát Akali, được mà bắn qua đấy. Không, tôi nghe nói bên Dương nên là JK đi, tại vì nhiều khi bốc thăm mà bây nếu như mà Hanwhalai và JK mà gặp Leaning á, Hanwhalai Leaning á, Leaning bây giờ nằm ở nhanh thắng 1-0 rồi thì khả năng có khả năng gặp, nếu như mà Hanwhalai bốc thăm là, nếu mà gặp nhau thì mà JK với JK mà không đọc là nhiều khi là lộn đó. Là kiểu anh Hảo là tôi nhắc anh ấy. tôi sợ thôi. Và thực ra cũng có một cái sự thú vị đấy là ví dụ như là các bình luận viên tiếng Anh ấy, khi mà đọc tên của Titan ấy sẽ đọc thẳng tên của anh ta là Chitan luôn, chứ không phải đọc là Titan, nghĩa là sẽ có một vài người sẽ có một cái lối đọc hoàn toàn khác nhưng mà vẫn đúng, vẫn hợp lý với cái tên của người ta thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà JK gặp JK thì chúng ta sẽ phải đọc khác đi một tí. Nhưng mà rõ ràng là một người có cúp và một người tân binh thì nó khác nhau. Rồi bây giờ có một tin vui là xong trận này là gam đánh. Đúng vậy. Có một tin không vui đó là bình thường mà lên cam tuyển thủ ngồi ghế rồi là ban bích. Mà tự dưng bây giờ cam tuyển thủ đang ban bích lại chuyển về mình. Không, tôi nhớ là thông thường là phải đi ra ban bích. Ừ. Còn khi này là đang tắc check thôi. Mà test check thì chắc còn khoảng thời gian tư nữa là dài để bắt đầu trận đấu nữa. Nghe lên bắt đầu chuẩn bị các đội sẽ trước khi đi thẳng lên sân khấu anh biết đó, thì sẽ bắt đầu lên để xem tay nghe như thế nào, bàn phím chuột rồi màn hình có vấn đề gì không, máy sẽ khởi động lại tất cả mọi thứ. Thì đó sẽ là cái khoảng thời gian thông thường. Khi nãy thì hiện test check hơi sớm 12:30 rồi nha. Mà hồi nãy á, mà cái khúc mà 11:30 thì lúc đó là đã ban bích rồi, đã bắt đầu cấm và chọn luôn rồi, nhưng mà trận này thì chưa. Là tôi đang mừng bởi vì nếu mà nó kéo dài như thế này thì tôi cũng sẽ không có thời gian để xem đội bóng tôi yêu đá. Nên là tôi cảm giác vui mừng lắm. Ở thời điểm hiện tại khi mà tôi không có thời gian thì ở đây có hai chú mắt quỷ mắt không thấy tim không đau. Ở đây có hai chú quỷ luôn. Thôi, đến rồi, chúng ta đến với giai đoạn đi ra từ cả hai đội. Phía bên trái cho màn hình nhỏ hiện tại đây chính là Quý Chi Thanh Long. Bên phía bên phải là Hanwhalai Sport, như vậy là đại diện hạt giống số 1 của LCK. Thế ở đầu với là hạt giống số 1 từ PCS. Nhưng với Hanwhalai thì họ xuất phát ở pool 1, trong khi đó thì phía gì xuất phát ở pool 4. Đây cũng là một cái cặp thi đấu mà chúng ta cảm giác được là cái sức mạnh được đánh giá là chênh lệch. Nhưng mà ở bên phía của PSG cũng có một cái khả năng đột biến đến từ kinh nghiệm của cả Junjia, cả Maple, thậm chí là cả Betty nữa. Những người có một quãng thời gian dài thi đấu rất nhau và thậm chí là họ cũng khá là quen mặt với cả Peanut nữa, khi mà họ cũng đã gặp nhau tương đối là nhiều rồi. Đặc biệt là Betty gặp Peanut cả ở bên LPL thì phải. Nhưng mà tôi bảo hộ chút xíu là chính là khi mà thấy Dandy xuất hiện trong thế giới lại sau khoảng thời gian rất là dài người ta vắng mặt khi mà tham gia cái vụ quân sự. Nhưng mà đến bây giờ thì những thành công của lại Hanwhalai xuất hiện trong thế giới một lần nữa, thì cách đây 10 năm thì Dandy đã từng cùng với lại Samsung Y gọi là hoàn thành trong thế giới khi mà gọi là vượt qua tất cả mọi đối thủ. Bây giờ trở lại với một cương vị khác để xem khi mà muốn thế giới như thế nào với Dandy. Thực ra là cái Lee Sin đá ngược ấy, Dandy làm mượt hơn Insect rất nhiều. Nhưng mà bởi vì Insect làm đầu tiên trên sóng và trên trong những cái trận đấu giải quốc tế chuyên nghiệp nên là bị chết cái tên. Chứ còn Dandy làm còn mượt hơn rất là nhiều. Và chúng ta chuẩn bị đến giai đoạn cắm và chọn được tài trợ bởi Omen và 2x. Bên phía bên trái sẽ là Hanwhalai Sport, bên phía bên phải sẽ là PSG. Khi mà cắm khởi đầu của Hanwhalai chính là con Scanner. Có vẻ như Peanut thật ra ta cũng không thích những vị tướng kiểu này lắm. Sejuani và Maokai sẽ là sự lựa chọn nó ưu tiên hơn. Và nó hạn chế sức mạnh từ Junjia khi anh ta dùng rất là nhiều tại vòng khởi động rồi. Ba con tướng mà Peanut rất thích đánh là Sejuani, Maokai và Poppy. Liên tục bị cấm. Vi là autoban nên mới phải chuyển cho ba con kia. Thả Vi là pick. Thế nào? Hanwhalai là đội đánh Vi Yone được nha. Hanwhalai là đội đánh được cặp này.
thì Viper đánh Kai'Sa nó hợp lý luôn, vẽ thẳng trước luôn. Aura bị ban đi rồi. BG để xem thử họ sẽ muốn tước đi những con tướng tủ đến từ Peanut hay không, hay là họ sẽ để lại cả Sejuani và Maokai để share cặp đôi này dành cho Junjie cùng với Peanut. Hai người cùng chia nhau mỗi bên một tướng. Ra Hanwha'Lai có thể dành một lượt chọn đầu tiên dành cho Rumble của Doran cũng được, bởi vì đây vẫn là một chất tướng mà cảm giác khi mà nó nằm trong tay các đội top trên ấy thì nó coi như chưa bị nấc. Thì giai đoạn đầu tiên thì các bạn có thể né, các bạn không trao đổi nhiều đối phương nữa thì bạn cũng chẳng sợ gì cả. Về sau lượng sát thương của bạn tăng tiến theo thời gian vẫn rất kinh khủng, đặc biệt là chiều cuối. Thì rõ ràng là đang gạ đấy. Mở đường, mở lượt cho con Yone rồi. Akali Yone. Thì ngày trước thì cái trận đấu trước thì Maple nó dùng con lập lăng đó đầu với là con Yone rất là hiệu quả. Toàn Vi kìa. Bây giờ thật ra còn khá nhiều nha. Pháp sư khu vực đường giữa, Ori cũng còn, Shinra cũng còn, Yone đang hở ra, Vi cũng còn dành cho phía của một trong hai bên. Để chờ xem là PSG họ sẽ muốn cấm cái gì đây. Bây giờ nếu như cấm Vi thì sẽ còn Sejuani và Maokai share đều cho hai bên luôn. Đó, hợp lý. Cấm đi, để mỗi bên có một tướng đi rừng và hạn chế một con tướng nó quá OP trong tay của Peanut bên phía bên kia. Bây giờ là first pick Yone hay là first pick Rumble thôi. Đấy là hai lựa chọn mà tôi nghĩ là thôi khá ổn. Để Yone bứt sau, tại vì Marble đánh Yone chưa thực sự là ấn tượng. Bứt luôn à? Bứt chứ. Bạn sợ à? Nó sẽ áp lực cho bên phía PSG phải bứt luôn cả Sejuani. Đúng vậy. Và thật ra bứt Sejuani trước khu vực rừng và kết hợp với Rumble khu vực rừng trên thì nó mở ra thế dành cho Doran. Thật ra đối đầu với Rumble bạn chọn con Naha cũng được. Nó sẽ mở ra cái trận đấu kéo tương đối là dài, nhưng thật ra cân bằng và đội hình nó chuyển sang là pháp sư ở khu vực rừng và Kai'Sa khu vực đường dưới. Tướng tủ của Achu là Rumble, nhưng mà anh ta dùng Rumble không lực lắm. Nhưng bây giờ nếu mà bạn không chọn thì đối phương sẽ chọn. Đúng rồi. Và đó là một cái tướng rất là mạnh tại trong những cái đội mà được đánh giá nhóm trên như thế này. Jack. Ồ, phủ đầu à. Nhưng mà bây giờ chọn Maokai Rumble thì chạy đi đâu này? Đó, bây giờ nào? Peanut. Chắc là khóa lại Maokai thôi chứ còn gì nữa nhá làm gì. Thực ra là Maokai và Rumble cũng được, hoặc là Maokai Na cũng được. Tôi nghĩ là cũng Na hợp lý hơn. Chọn hợp lý. Dù vậy thì bởi vì đường giữa của bạn là Yone rồi, tôi nghĩ là muốn cân bằng lại sát thương phép thì Rumble đứng trên nó sẽ ổn hơn một chút. Tại vì Maokai ở những giai đoạn đấy lên full tăng thì bây giờ xem, bây giờ chọn Rumble thì vẫn là Maokai. Nào, ơ kìa. Jing à? Na thôi. Maokai Na căn bản hơn. Và phase sau thì bích Kai'Sa dành cho Viper nữa là tròn bài. Vẽ đẹp như tranh là Kai'Sa Nautilus. Ê, tính ra là từ nãy tới giờ mình Kai'Sa Rail cũng được. Mình vẽ nguyên phase 1 dành ra. Mình vẽ nguyên phase 1 dành cho Hanwha'Lai là không trượt một phát nào luôn. Ồ, mập bồ. Cái này hay nha. Cái này lại hay nha. Đây cũng là một cái đòn phủ đầu là bởi vì Hanwha'Lai sẽ không pick được con Alista nữa bởi vì có Sylas Alista. Nhưng mà thôi, đưa về một cái thế gọi là Akali Yone rồi. Đây, như vậy chấp nhận kèo rồi. Bên phía bên kia được chọn Yone thì đây có con Akali. Cả hai bên đã chuẩn bị rất là kỹ càng khi mà Maple cũng có con tướng đối đầu là Yone được và đã dùng thành công rồi. Tự tin của anh ta là có. Nhưng vấn đề là ngày hôm nay sẽ là Yone play của ZK. Người chơi thật ra anh ta dùng Yone trước khi Yone meta luôn kìa, chứ không phải là bây giờ nữa. Rồi, vấn đề cặp đôi khu vực giữa hai bên sẽ là như thế nào? Khi mà bắt đầu nhắm tới những cái vị tướng hỗ trợ sẽ là phần nhiều. Trước đó thì chỉ bị cấm Zig, Bobby hỗ trợ cũng có. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là khả năng khá cao sẽ bị loại bỏ. Bên phía G thì họ cấm Ash, tôi đang nghĩ là họ cấm Rail cơ. Rail và Ash tôi nghĩ là như vậy, bởi vì Viper đã thể hiện một con Ash bắn cực kỳ cháy trong trận chung kết LCK. Lý do tại sao mà bên phía của PSG phải cấm những con này. Họ hoàn toàn có thể pick con Jin ở đội 2 á, bởi vì bây giờ họ sẽ được bên pick trước. Và để Hanwha'Lai phải ban Jin, đúng là như vậy rồi. Hanwha'Lai bắt buộc phải ban Jin bởi họ không cướp được. Họ chọn sau nên họ nghĩ là mình sẽ không tranh cướp một con bài này, nên là cứ cấm đi cho nhẹ đầu. Bởi vì Jin cũng sẽ có cái khả năng giao tranh rất là mạnh kết hợp cùng với những tướng lao vào này. Jin đứng đằng sau xả đạn, ủa tuyệt vời luôn. Cấm Ezreal. Bên phía bên này thì bên phía của Hanwha'Lai vẫn còn một lượt cấm. Có khi nào là bên phía BG sẽ tước luôn Kai'Sa trong tay của Viper? Betty đánh Kai'Sa thì không thực sự ổn lắm. Có thể Betty sẽ lại ưu tiên con Miss Fortune. Anh ta cũng đánh Miss Fortune tương đối là ổn. Anh ta cũng không nằm xuống với Miss Fortune ở trong cái cặp đấu với cả 100 tip. Thì có thể sẽ là ưu tiên đánh Miss Fortune thôi. Và họ đang muốn có khi là lấy Rail trước này. Rail Miss Fortune nhưng mà sẽ là pick Rail trước để ngăn cản Delay có được quân bài này. Khả năng khá cao như vậy, để xem sự lựa chọn như thế nào. Nhưng không chọn Rail. Trong khi đã khóa luôn thì Ash, khóa đi Ezreal và thêm cái bên phía bên kia là Jin. Thì muốn cướp trước Kai'Sa và chọn hỗ trợ cuối cùng đến từ Woody. Để xem bên phía này có Kai'Sa thì Viper sẽ dùng cái gì đây?
Sayarakan à? Tôi nghĩ là Saya và Real. Tại vì phía BC họ đang biết là đội hình của Hongwa Lai đang cần của Kai'Sa rất nhiều. Kai'Sa đang là câu tướng để có thể tròn bài trong cái đội hình này. Nhưng vẫn khóa trước Kai'Sa hợp lý. Kai'Sa Rakan đâu nhờ? Là Kai'Sa Real. Saya chứ. À, Saya tôi nhờ. Saya Real thì sẽ là pick cho D-Line và D-Line sẽ phải di chuyển khá là sớm. Saya Rakan thì cũng được, nhưng mà Rakan gặp Sejuani mà dính cái Bola Băng lúc mà bạn đang lao vào cũng khá là mệt đấy. D-Line đánh phải khéo. Nhưng dù sao thì Real hay Rakan cũng là tướng tủ của D-Line. Đây cũng là một đội hình mà tôi nghĩ là Hanoi Lion hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chỉ có con Saya nó sẽ hơi yếu một chút do là cái tăng tiến sức mạnh của nó bị phụ thuộc vào đồ. Nhưng đây cũng là một cái ván đấu mà nhìn chung là khả năng kéo rất là dài đến từ cả hai bên. Tại vì tôi đang nhìn thấy rằng cái khả năng đánh giai đoạn đầu ván đấu chưa phải là nhiều. Một cái chất đội hình đến từ cả hai bên cần rất là nhiều thời gian. Với Akali, với Yone, Saya cũng cần thời gian, Kai'Sa cũng cần rất là nhiều thời gian. Nhưng mà rất là nhiều hiệu ứng khống chế từ cả hai bên nha. Có Maokai, có Sejuani, rồi có luôn cái là Nao. Và thêm cái anh phía này là Rakan đối đầu với Alista. Nếu như cái đội hình này thì sẽ một áp lực nào đó nhờ Phoenix để anh ta lên cái mặt nạ đầu để có thể cân bằng về lượng sát thương. Tại vì bên phía bên kia vẫn có những vị tướng chống chịu là Sejuani, và thậm chí nếu như Jack mà anh ta đối đầu với một đội hình hoàn toàn không có sát thương phép á, là anh ta sẽ lên tim băng để có thể lao thẳng vào zone được xạ thủ đối phương cơ. Những cái gì mà Jack lao vào thì hoàn toàn có khả năng ép đi cái bão tố nổi dậy đến từ Saya. Nhưng mà nếu mà con Maokai ở meta này là bạn lên cái mặt nạ đầu tiên thì bạn dễ chết lắm, bạn rất yếu. Bên kia thì có Alista, có Sejuani, có cả Jack với phản công nữa, thì tôi nghĩ là Peanut lên thế là Hard Online ở mid game là họ không giao tranh được. Đó là vấn đề khi bạn để mất con Kai'Sa. Sao là như vậy? Mà dù sao thì bên PSG là đội chọn trước mà, nên là Hanolai cũng hết bài rồi. Nói chung là đây là một cái cấm chọn mà nửa trên thì Hanolai rất ưng ý, còn nửa dưới thì họ đã pick theo đội hình mà thôi. Và hãy cùng chờ xem Hanolai của PSG sẽ làm như thế nào trong trận đấu này. Và đến với hai bình luận viên chúng ta. Chào các bạn khán giả của VCS Liên Minh Huyền Thoại. Chúng ta đến với cặp đấu tiếp theo trong ngày hôm nay của đấu giữa Hanolai và PSG. Chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của đương kim vô địch LCK. Đúng là như vậy. Hanolai họ đã có một hành trình hết sức xuất sắc với một phong độ cao để vô địch LCK mùa hè vừa rồi. Trong khi đó thì hôm nay đối thủ của họ sẽ là PSG, hạt giống số 1 của khu vực PCS. Và liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta sẽ có kết quả ngay sau đây. Rồi, lại tiếp tục là một cặp đấu mà cảm giác cái độ chênh lệch giữa hai đội nó cũng cao như cái cặp trận đấu trước đó. Nhưng mà cặp trận đấu trước đó thì chúng ta cũng đã thấy được những cái phản ứng, những cái chống cự rất là quyết liệt của đội cửa dưới, thì chúng tôi cũng hy vọng đó chính là PSG sẽ có một cái cặp đấu sòng phẳng trước Hanolai phía bên kia. Những cái bước đi đầu tiên đến từ cả hai bên không có quá nhiều cái sự bất ngờ, liệu có được hay không? Tôi nghĩ là có, khi mà thế đứng của Hanolai cho thấy điều đó. Hai đội đã lên kèo rồi, chúng ta sẽ được chứng kiến một kèo đấu giữa một con Yone đối đầu với cả một con bài Akali ở đường giữa. Và trong ván thi đấu này, ZK với vị tướng tủ của mình, anh chàng này sẽ cầm theo thiên hướng đó là một cái quyền năng bất diệt đối đầu với một con Akali sấp biện bên phía bên kia đến từ Maple. Và liệu rằng người chơi nào sẽ là người có được kết quả có lợi sau giai đoạn đường, chúng ta sẽ có. Còn ở đứng trên thì hai người chơi đều sẽ cầm quyền năng bất diệt, khác nhau ở vị trí đi rừng. Peanut anh ta cầm là một cái tăng tốc pha so với cả một cái dư chấn ở bên phía bên kia. Trong khi đó thì cặp đôi đường dưới sẵn sàng tấn công với cả hậu vệ so với sẵn sàng tấn công kết hợp với cả một cái dư chấn nữa. Liệu rằng sẽ có đổi đường trong ván thi đấu này hay không? Đây, quyết định đổi đường đến từ bên phía của PSG Talon. Chính xác hơn là PSG họ định gọi là bắt bài đổi đường của đối phương. Và Hanolai thì cũng bằng một cách nào đó họ nhận biết được. Vừa nãy thì cặp đôi đường dưới của Hanolai đứng ở nửa trên, họ lại giật xuống khu vực nửa dưới. Và PSG bây giờ lên khu vực ở trên thì lại không thấy cặp đôi đường dưới của đối phương đâu, thì đâm ra cái việc đổi đường này từ bên phía của PSG chưa chắc đã tạo ra một cái lợi thế dành cho họ. Tại vì tôi tin rằng đây chỉ là tình huống đổi đường theo tình huống đến từ bên phía của PSG mà thôi. Tôi lại ngược với anh Chí, tôi nghĩ là sẽ có lợi thế. Bởi vì theo kinh nghiệm đi đường dưới của tôi thì cặp đôi Kai'Sa với Alista sẽ bị rỉa máu liên tục đến từ cặp đôi Saya với cả Rakan. Và hơn nữa thì để mà đối đầu với 1v2 thì con Na sẽ khó hơn so với cả con Jack. Đây có thể sẽ là một cái ý đồ đến từ bên phía của PSG. Trong khi đó thì với hai người trên đường thì sao? Bây giờ họ sẽ khởi điểm với bùa đỏ đến từ Peanut, trong khi đó thì Sejuani của Junya anh ta sẽ khởi điểm bùa xanh và sau đó thì đang hướng tới là con cắp. Achu thì đang chủ động đứng lại ở khu vực ở dưới trước. Còn Doran thì anh ta di chuyển một nhịp nhẹ ra khu vực đường giữa, có vẻ như là để có thể nhận một vài cái lượng kinh nghiệm nhất định để chuẩn bị di chuyển xuống khu vực ở dưới và áp lực băng trụ 4 người ở khu vực ở dưới. Chưa kể đó là bên phía của Hanolai thực hiện pha, không chính xác hơn là Hanolai thực hiện pha di chuyển này của Doran nhằm mục đích là giải quyết được áp lực của ZK sẽ phải chịu ở trong khoảng giây ban đầu ở ngay khu vực đường giữa. Đồng ý là chia kinh nghiệm, nhưng khi mà con Akali này bị áp lực về lượng máu thì nó sẽ không set up được cái thế đi đường thường thấy khi mà đi với con Yone. Trong khi đó thì đã có một lớp kiên trụ dành cho các thành viên của Hanolai ở đường dưới này rồi.
Alistar trọng tài của Whitby đã có cấp độ 2, anh ta chạy thẳng xuống đường dưới để hỗ trợ dành cho Achu. Achu đã có cấp độ 3 rồi. Việc băng trụ là sẽ không có đến từ bên phía của Hà Lai Sport, bởi vì người trên rừng của Hà Lai là Peanut, anh ta đang hướng tới lạc mảng rừng phía bên trên. Trong đó thì Junjia cũng sẽ đi lên phía trên, tức là ở đường trên. Petty sẽ solo cùng cả Dorad. Trong cái đường dưới sẽ có sự hỗ trợ đến từ một con bài Alistar Woody để hỗ trợ dành cho Achu. Bên phía của PSG thì họ đang gọi là có lời một chút về mặt kinh nghiệm ở khu vực phía dưới, nơi mà Achu đã có được cấp độ 3. Còn trong khi đó, Hanolai thì được cái là họ kiếm được chỗ farm nhà cho Doran, cho nên lượng chỉ số lính farm của Doran là tương đối ổn. Khu vực đường giữa là sẽ cầm mất tốc biến. Rất đó hay. Là một ý kiến tốt của Woody. Woody bây giờ đang bắt đầu di chuyển lên khu vực đường trên. Và trong khi đó thì khi mà con Alistar trong tay Woody lộ diện ở khu vực đường giữa thì ngay lập tức Achu tiếp tục đi câu rỉa máu, và bây giờ đã có được hai lớp kiên trụ rồi. Với việc mà những cái lớp kiên trụ đường dưới bị bào rất dễ dàng như này, đường trên Betty đang bị làm choáng, có Woody hỗ trợ sẽ bị chỉ bị cấu rỉa máu mà thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái điểm là Na là vị tướng tay dài, anh ta đang có 14 so với 5 chỉ số lính, tức là trụ ở dưới trụ farm thì con Jack này sẽ khó hơn, nhưng nếu bị băng trụ con Jack sẽ dễ dàng để có thể chống trả hơn, và không có tình huống băng trụ đến từ cả hai team, do đó thì Dora đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Hanola thì họ cũng biết được rằng phía dưới đang kéo được rất đông thành viên ở khu vực ở trên. Chính xác là họ có thêm cả Junjia ở khu vực này để có thể áp lực băng trụ phần của Doran phía bên kia. Nhưng khi mà Phoenix đứng ở đây thì nghĩa là anh ta đang muốn hỗ trợ tối đa cho người trên đường trên của mình. Chưa kể đó, cái việc hỗ trợ tối đa này sẽ khiến cho Phoenix ui pha giật về. Nó rất áp lực đến từ JK vì Maple vừa mới ăn một phát bắn từ trụ. Khó rồi, đường dưới bị cấu rỉa máu liên tục. Achu bây giờ chỉ còn tầm độ hơn 200 máu mà thôi, hơn 300 máu một chút xíu chứ nhỉ, lên cấp độ 5 rồi. Tạm thời sẽ an toàn dành cho Achu, tuy nhiên anh ta mới chỉ farm được 7 chỉ số lính mà thôi. Rõ ràng là cái việc mà cố gắng để giúp cho cặp đôi Kai'Sa với Alistar dễ thở ở giai đoạn đầu game. Tuy nhiên, cái nhược điểm đang khiến cho Achu gặp quá nhiều khó khăn và những cái lớp kiến trụ đường dưới đang đào đi liên tục. Rồi, đường giữa thì giải quyết thành công được kèo khó. Đường dưới thì đang lời lớp giáp trụ. Nửa trên thì mặc dù là bên phía của BC họ có một tình huống chuyển lên khu vực ở trên đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ, nhưng họ đang gọi là farm thua một chút so với lại cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Hanolai. Một tình huống đứng cao của Doran, anh ta có nộ nha, anh ta đủ nộ để có thể hóa na khổng lồ và khắc chế một tình huống đánh nhau mà bên phía của BC muốn set up. Chưa kể đó là cũng đang cắt cử delay lên khu vực nửa trên. Mọi thứ thì bên phía của Hanolai đang làm rất tốt trong cái nhịp đổi đường trước đó mà BC tạo ra. Và quan trọng là con Saya này không lên đường trên. Tức là anh chàng này không quá quan tâm tới những con sâu. Trong đó thì Achu bây giờ anh ta sẽ có hai lựa chọn. Một là dịch chuyển lên đường trên để có thể là can thiệp vào bãi sâu. Hai là xuống đường dưới này. Đường nào cũng sẽ có lợi dành cho Halai. Bởi vì Halai bây giờ nếu như rắc xuống đường dưới thì con bài Na này sẽ có cấp độ 6 để chuẩn bị đánh sâu. Còn nếu như mà anh ta chạy đường trên thì sẽ có trụ đầu tiên dành cho Halai Sport. Đây là bài toán mà PNG ngay lập tức phải giải sau tiếng này, và quyết định của Achu dịch chuyển thẳng xuống đường dưới, không quan tâm tới con sâu này. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà rõ ràng một con Saya sẽ không thể là tác động bằng so với cả Doran với việc mà anh chàng này sắp cấp độ 6 rồi. Sẽ hơi khó dành cho bên phía của Hanwha trong việc là tiếp tục giảm thêm những cái bàn tay mà thuật của mình vào cái trụ một ở khu vực nửa dưới để có thể bào thêm lớp giáp trụ. Còn trong khi đó khu vực nửa trên thì PSG cũng đang kiểm soát 3 sau trên. Có những cái động thái tiến ra nhẹ nhẹ từ bên phía của Hanwhalai, nhưng tôi nghĩ là chỉ để câu thời gian mà thôi. Hanwhalai thứ họ cần ở cái khoảng thời gian này đó chính là cái khoảng trống để có thể tiếp tục thăng tiến về mặt sức mạnh dành cho Saya, dành cho Yone. Chưa kể cái lượng nộ của Na cũng không là đẹp. Đúng là như vậy, và hơn nữa thì cái thời điểm mà PSG tổ chức tấn công vào ba con sâu cũng rất là tốt nữa, khi mà Doran chưa có được cấp độ 6 ở pha thi đấu vừa rồi. Và như vậy ba con sâu đầu tiên đang thuộc về PSG Talon. Còn trong khi đó thì Mao Khang của Peanut, anh ta đang muốn di chuyển xuống khu vực sông dưới để có thể can thiệp vào cái khu vực đường dưới này hay trang đây, hay là nhắm tới con rồng. Rõ ràng là JK với việc anh chàng này đã mất đi một cái tốc biến từ trước đó thì cần có sự hỗ trợ của người trên rừng. Và hơn nữa thì Achu cũng đang làm tốt trong việc là trao đổi chiêu thức ở đường dưới khi khiến cho Viper vừa rồi anh ta chỉ còn nửa máu và sau đó cắn máu lên tầm khoảng độ 2/3. Rõ ràng khi mà bạn là một xạ thủ, bạn bị thua về mặt cấp độ, không có hỗ trợ được cái bên thì chắc chắn cái là thế sẽ nghiêng về đấu sĩ cấp độ đã chạm được cấp độ 6, cấp độ 7 từ phía bên kia rồi. Cho nên Achu đã làm tốt được điều đó để có thể ít nhất lấy được một vài cái thế trận. Nhưng mà cái thế này cũng chưa chắc là ngon dành cho Achu, tại vì cái thế này khiến chúng ta sẽ phải đứng cao ở dịp này. Và nhìn anh ta rón rén để có thể hít một vài lượng chỉ số lính nhất định lại càng khiến cho Achu sẽ bị thọt hơn ở trong khoảng giây tiếp theo của ván đấu. Venus đang có mặt ở khu vực này, còn Dila là người lấp khoảng trống ở khu vực đường giữa. Hai bên đang có những cái bước đi và Hanwha vẫn đang gọi là giữ được form đội hình trên toàn bản đồ rất tốt.
Và sau đó thì họ đang muốn di chuyển xuống khu vực sông dưới để nhắm tới con rồng này. Phoenix cũng đã có mặt ở đây, cặp đôi đứng dưới của PNC Talon cũng đã có mặt ở đây rồi. Hai người trên xạ thủ đã có cấp độ 6, trong đó hai người chỗ trợ chỉ ở cấp độ 5 mà thôi. Và lao vào trường nhưng vẫn bắn thẳng vào và nhắm vào người của JK. Và JK đã phải nằm xuống mà hai cuộc chiến công đầu có dành cho bên phía của PSG. Sức mạnh của PSG ở điểm hiện tại chắc chắn là khả năng dồn sát thương một mục tiêu. Và JK đã phải nếm trải điều đó. Đúng vậy, và hơn nữa anh chàng này cũng chưa có tốc biến gấp biến ở tình huống đó. Chắc chỉ tầm độ tầm 25 giây đến 30 giây nữa nó sẽ hồi. Bây giờ thì nó quay gần hồi rồi. Và rõ ràng là bên phía của PSG họ tham minh được tình huống đó. Và họ bắt vào người của JK hoàn toàn chính xác. Để có thể sẽ có được chiến công đầu dành cho ai đây? Dành cho Betty, một người chơi rất cần tiền ở thời điểm này. Tuy nhiên rồng lại chưa được kích hoạt dành cho PNC Talon. Nhưng đó cũng là một tiền để giúp cho họ có thể có được tâm lý tốt hơn. Vì PNC họ cũng gọi là rất cần thời gian để có thể thăng tiến sức mạnh từ những cái người chơi chủ lực của mình. Đó chính là con Akali và con Kai'Sa. Pha vừa rồi thì họ đã tiêu tốn tương đối nhiều tài nguyên là toàn bộ phép bảo trợ trên người của Woody. Tiêu tốn chiêu cuối của Betty, cho nên việc là mạo hiểm vào con rồng cũng sẽ là một cái quyết định tương đối liều lĩnh. Họ nhận ra được điều đó, họ lui về một nhịp và họ cảm thấy hài lòng với việc là họ vừa mới khai thác thành công được một cái lượng tài nguyên tương đối, họ khai thác được cái lượng tài nguyên đó vào người của Betty luôn. Một trong đôi việc cho bên phía của BG và con rồng này vẫn đang là một con rồng mà không có bất kỳ bên nào muốn can thiệp cả. Nhưng Na trong tay Doran đang đẩy được ở khu vực đường trên và anh ta đang bắt đầu muốn di chuyển dọc sông. Như vậy là nhìn thấy người trên rừng của PNG Talon. Trong khi đó, đây là thời điểm mà Hamline Sport họ chưa tận dụng được cái thời điểm mà đối phương đã không có chiêu cuối sau khi khai thác mạng của JK. Và từ đó thì thế trận đang bắt đầu diễn ra một cách chậm rãi hơn. Và chúng ta hy vọng rằng cả hai team sẽ va vào nhiều người nhiều hơn trong những tình huống tiếp theo, khi đây là thời điểm mà tầm phút thứ 10 của ván thi đấu mới chỉ có một mạng duy nhất dành cho xạ thủ của PNG. Khó. Hanwalai họ viết đội hình như thế này thì đòi hỏi họ va nhau tầm này cũng sẽ hơi khó. Họ chỉ đang mới có cái ngưỡng sức mạnh nhất đến từ một con Na được farm và chờ đợi cho những cái lần hóa Na khổng lồ. Nhưng mà trước khi con Na này hóa Na khổng lồ thì nó đang gặp nguy hiểm. Tốc biến lên làm choáng, giữ chơi thành công, tốc biến hai nhịp. Và đó là Archer có được mà gục và lao qua của Binet, khiến cho anh ta cũng đang gặp một vài khó khăn. Đánh hàng thông nổ không quá đẹp khi mà Junja vẫn đang truy đuổi, và sau đó là tốc biến được đầu tư đến từ Junja. Anh ta đâm vào và dứt điểm thành công được vị trí của Binet, sau đó chấp nhận đổi mạng ngược trở lại, mạng sẽ được nhường thành công cho Viper. Tổng cộng là 2-1 trong pha trao đổi vừa rồi. Đúng là như vậy, 2-1 và Viper là người đẩy ở khu vực đường dưới và sau đó di chuyển cùng về với cả D-Line và từ đó kịp thời tham gia giao tranh để có thể gỡ được một mạng. Nếu không có mạng dành cho Viper ở pha thiếu này thì Hanwalai lỗ lắm luôn. Nhưng chúng ta phải thấy một điểm là PSG họ xử lý cực kỳ khéo trong việc là kiểm soát tầm nhìn đến từ Junja. Junja lách qua một cái vùng gọi là cái bờ mẻm của cái vùng địa hình đó. Và từ đó thì đối phương không có tầm nhìn, Doran không nhìn thấy Junja. Phản ứng vừa rồi ta tất biến qua tường và đối phương đã chờ sẵn anh chàng đứng trên của Halai Sport ở cái khu vực đó. Và từ đó thì PSG họ đã có một pha trao đổi mạng thành công. Đó là một cái góc tường rất nhạy cảm và chỉ có những người đi được vào những cái khe nhạy cảm đó thì mới có thể lòn qua được và đâm sâu vào đội hình của Hanwalai. Đó là thứ mà Junja vừa làm được ở trong pha vừa rồi. Và bây giờ PSG họ đang kiểm soát 3 con sâu tiếp theo của ván đấu. Các thành viên của Hanwalai vẫn đang bất lực hoàn toàn tại vì JK vừa mới biến về. Anh ta cũng không chủ động dùng dịch chuyển để có thể can thiệp cùng với những đồng đội và kết quả là đã có sâu thứ 4. Sâu thứ 5 cũng sẽ có và Hanwalai thật sự họ đang gọi là muốn né giao tranh nhiều nhất có thể thời điểm này. Rõ ràng là như vậy, 6 sâu là thứ mà có thể sẽ có dành cho PNG Talon. Với việc D-Line không có bộ pháp thần tốc nữa, việc can thiệp vào hang sứ giả là quá mạo hiểm dành cho các thành viên của Highlight Sport. Và từ đó thì PNG mặc dù họ không có lợi thế về tiền, tỷ số hiện tại là 3-1 bởi vì hang Viper đã có quá nhiều lớp kiên trụ đường dưới này. Tuy nhiên, 6 sâu là thứ mà bên phía của PNG họ có và chưa có bất cứ một đội tuyển nào có được con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. Đây sẽ lúc để cho bên phía của PSG bắt đầu gỡ lại những cái lớp giáp trụ, gỡ lại những công trình với việc là họ có được 6 sâu và họ đã bắt đầu chia người, được coi là đồng đều hơn khi mà cặp đôi dưới của hai bên gặp nhau. Nhưng Archer đang gặp khó khăn ở khu vực ở dưới, anh ta nhảy vào tìm kiếm vào người của Pinus. Pinus đã dùng dưới cuối rồi, dịch chuyển được đầu tư đến từ cả hai bên và vô loan tung ra. PSG thực hiện một thứ phản công và tìm kiếm vào Pinus và Pinus nằm xuống. Mạng hai đầu tiên đã có dành cho Archer, sau đó nỗ lực bơi từ JK, anh ta tốc biến về thoát khỏi tầm tấn công của Maple. Nhưng Maple vẫn đang rất hổ báo, không có tầm tấn công thêm khi mà đây đã là thềm trụ của Hanwalai. Kết quả là 1-1 ở khu vực phía dưới. 1-1 ở khu vực đường dưới này và rõ ràng hai team đang va đập vào nhau nhiều hơn. Đó là thứ mà chúng ta cần ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như nhìn qua về phép bổ trợ thì rõ ràng ở thời điểm này Maple vẫn còn tốc biến, trong khi đó thì ba người ở
mảng trên của Halai Sport là top mid rừng thì đều đang không có top yến ở trên người. Rõ ràng đây là thời điểm mà bên phía của HPNG họ cũng đã có những cái sự hài lòng cần thiết sau những pha trao đổi vừa rồi. Nhưng liệu rằng là Viper cũng cả D-Line có thể gồng gánh được những người đồng đội của mình hay không, khi Viper đang có 140 chỉ số lính, với việc mà anh chàng này có thêm một điểm phản công nữa và có được nhiều lớp kiên trụ ở khu vực đường dưới, thì đây là thời điểm mà chắc chắn rồi cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ của Halai Sport phải gỡ gạc lại cho những người đồng đội của mình. Để em cần phải đợi Viper, tôi nghĩ rằng là phải tầm 2.5-3 đô may ra mới có được cái tiếng nói dành cho xạ thủ của Hanolai. Và Hanolai cũng hiểu được điều đó để cho họ câu thời gian thêm dành cho xạ thủ của mình. Tuy nhiên cái việc câu từ Hanolai đang khiến cho họ mất đi tương đối nhiều tài nguyên trên bản đồ từ nãy đến giờ. Họ đã mất đi 6 sao rồi, vẫn chưa gỡ được bất kỳ đồng nào. Họ đang tiếp cận một cái trụ một khu vực đường dưới. ZK đang bị trụ bắn liên tục, bị 3 phát bắn từ trụ, nhưng mà Maple phía bên kia không có chiêu cuối, cho nên việc can thiệp để có thể ngăn cản ZK cũng là không thể từ bên phía của PSG. Và kết quả là Hanolai vẫn thành công trong việc khai thác được trụ đầu. Đúng là như vậy, họ đã có được cái trụ đầu tiên của tòa bản đồ và nâng cao cái lượng tiền chênh lệch lên. Nhưng để xem tình huống này thì bên phía của PSG họ có chủ động tấn công hay không đây. Betty đang muốn cấu rỉa vào một người của Viper nhưng không đủ tầm để sử dụng chiêu quy. Còn đây là Betty, anh ta đẩy sau một quân lính ở đường giữa, tạo ra thế để kiểm soát dòng dễ dàng hơn dành cho PSG Talon. Và có vẻ như là bên phía của Hamline Sport họ không quan tâm tới con dòng này, sau khi mà họ có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới và cái chiêu cuối của ZK cũng chưa hồi nữa. Từ đó thì PSG có dòng, trong đó thì Hamline Sport có được cái trụ đầu tiên của bản thi đấu này. Betty lách khỏi một tình huống hất tung của đối phương và anh ta lùi về thành công ở khu vực đường giữa. Một rồng cộng với 6 sau dành cho bên phía của PSG, nhưng mà tiền thì Hanolai vẫn đang hơn. Họ đang kiểm soát vào bẫy chim và cướp thành công được bẫy chim của Junja phía bên kia. Bây giờ thì bắt đầu là setup đánh ở quanh khu vực hang sứ giả. Doran đang khởi động sứ giả, anh ta đang muốn tích nộ vào pha này rồi. Bên phía Hanolai liệu muốn đánh luôn hay không, khi mà họ dứt ra rồi, họ vẫn xác định là đội hình của mình đang chưa đủ sức và đã dứt ra một nhịp. Họ kéo về khu vực đường giữa. Hanolai đang tập gọi là làm chúa nhẫn ở trong game này à, đánh rất nhẫn nhục từ nãy đến giờ. Tất cả chiêu cuối của 10 người chơi đều đã có rồi. Và Peanut cùng với cả Doran, Doran đã hồi xong cái tốc biến. Peanut còn một chút xíu nữa thôi. Và ZK thì là người duy nhất sắp sửa là chưa có cái tốc biến trên người. Và đây là thời điểm mà PNG họ hiểu điều này. Họ rất muốn bắt ZK. Và để xem là Viper bây giờ anh ta đã cấu rỉa máu vào người của Betty, làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và đây là thời điểm mà có vẻ như là PNG họ sẽ nhắm tới con cua trước, rồi sau đó muốn tiến tới con sứ giả sau. Mất na khổng lồ bởi Doran rồi. Sau khi con na khổng lồ này không còn dạng na khổng lồ nữa thì có vẻ như PNG họ sẽ đẩy nhanh tốc độ. Lao vào không thành công, đến từ Woody. Hai bên gọi là đang thi nhau nhấp nhả. Và bên phía của Hanolai tiếp tục khởi động vào bên trong khu vực hang sứ giả. PNG chắc chắn là sẽ không muốn để con sứ giả này nằm trong cú của Hanolai quá dễ dàng. Họ vẫn đang có những cái ngưỡng giao tranh ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn đang chưa vội vào. Archer ở khu vực ở trên làm chế thành công đầu vườn đối phương. 1000 máu của sứ giả nằm trong tầm cạnh tranh. Sứ giả thuộc về ai đây? Vẫn đang chưa vội an. Sứ giả thuộc về bên phía của Hanolai. Và giờ đánh bắt đầu nổ ra, bắn ra ngoài là Betty, nhưng sát thương trong vòng của Junja là quá nhiều và dứt điểm thành công của Junja. Sau đó là pha tiếp cận xuất sắc từ ZK, người an mạng là Doran. Các thành viên của PSG phải có một trở lại, họ dứt điểm thành công được vài bên phía kia. Tuy nhiên mọi thứ là quá trễ khi Hanolai thắng bại hoàn toàn ở trong vòng giao tranh. Đúng là như vậy, một tình huống giao tranh thành công với triple kill dành cho Doran. Thế trận được mở ra thuộc về Halai Sport rồi, khi mà sau pha giao tranh vừa rồi họ đang hơn đối phương rất nhiều về lượng tài chính. Và sau đó thì họ thả luôn sứ giả khiến nước ra đường giữa để lấy luôn cái trụ đầu tiên ở đường giữa này. Một tình huống giao tranh có thể nói là fail đến từ PNG, khi mà những cái nhịp họ lao vào, họ nhấp nhả nó không thực sự là đồng bộ với nhau. Và từ đó họ nếm một cái giá rất đáng ở pha thứ vừa rồi. Và nếu tôi nhìn rõ hơn thì có vẻ như con Alistar cũng đi combo hụt. Doran cũng có thêm cái trụ đầu tiên ở khu vực đứng trên nữa. Và bỗng dưng lượng tiền tranh nhau là 4k là muốn bắt vào người của Doran. Maple đang tiến lên, anh ta không có chiêu cuối, chỉ có tốc biến mà thôi. Tốc biến tiếp cận làm chậm một nhịp nhẹ, nhịp chuyển đầu tư. Doran đang cố gắng vung bẫy, anh ta vung bẫy thành công quá na khổng lồ làm chuyển hai nhịp. Và ZK là người tới tiếp cận và dứt điểm được Maple. Mọi thứ đang tan vỡ dành cho PSG. Và Junja chỉ có thể chạy mà thôi. Một nhịp gọi là vít ga của Hanolai, họ bỏ xa luôn cả PSG đằng sau. Đúng là như vậy, những tình huống giao tranh liên tiếp thành công đến từ Hanolai Sport. Và từ đó thì ZK có thêm được một điểm vào cục nữa. Viper trước khi mà anh ta nằm xuống cũng đã xoay sở cực kỳ tốt với chiêu cuối kết hợp với cái triệu hồi lông vũ và cả cái tốc biến của mình để giữ chân Maple lại. Bởi vì nếu như Maple không bị trói chân và dính quá nhiều sát thương ở tình huống đó thì có thể mọi thứ nó sẽ gọi là thảm họa dành cho Halai Sport. Bây giờ thì Halai Sport bỗng dưng sau một pha giao tranh họ đang hơn đối phương là 4k tiền, và sứ giả cũng đã giúp cho họ mở toang được tầm nhìn quanh khu vực đường giữa và khu vực đường trên.
đúng là sức mạnh của đương kim vô địch LCK đánh rất hay. Nghĩa là họ dùng mài năm, dùng 10 năm để mài kiếm. Và họ đâm kiếm đúng một lần một để có thể có được một cái thắng lợi tuyệt đối trước BG bên kia. Gọi là cái tư duy không khác gì chiến lược gia từ Mã Ý. Và giờ thì Hang Online đang gọi là có được cái lợi thế khổng lồ trước bên phía của BG. Họ bắt đầu set up thế để có thể đẩy vào các công trình của đối phương. Cua dành cho bên phía của Hang Online. Và để xem là Junjia anh ta sẽ có thể làm được gì đây. Quá khó khăn rồi, dòng chuẩn bị xuất hiện sau tầm khoảng độ gần 1 phút nữa. Và đây là thời điểm mà Halai Esports họ đang hơn đối phương rất nhiều về lượng tài chính. Đường trên chênh nhau 1.900 tiền, ở đường giữa chênh nhau 1.600 tiền. Và đây là hai người chơi đường đơn đang cực kỳ khỏe của Halai Esports. Và tạm thời thì Maple đang bị đẩy lui về một nhịp. Maple múa cũng rất là ảo, tuy nhiên là gặp một phải Viper quá cứng cáp. Và tạm thời sau khoảng tầm 19 phút thi đấu thì bên phía của PNG chưa tận dụng được bộ lệ 6 sầu của mình. Chỉ vì một pha giao tranh duy nhất mà bên phía của PNG thất bại, cho nên cái cửa để có thể đụng vào những công trình của PNG bây giờ cũng đã không còn. Nếu mà xét về sải tay thì rõ ràng là bên phía của PNG cũng không có sở hữu một cái sải tay quá tốt để có thể gọi là tìm kiếm ngay lập tức vào những cái công trình của Hang Online. Chưa kể đó là Hang Online đang gọi là vượt hơn về ngưỡng sức mạnh thời điểm hiện tại. Rồng sắp ra và con rồng này tôi nghĩ rằng chắc sẽ thuộc về bên phía của Hang Online mà thôi. Nếu như mà bên phía của PSG muốn đánh thì họ sẽ phải đánh với việc họ đang mất đi ba phép bổ trợ quan trọng trên người của Maple, trên người của Woody, trên người của Aichu là ba cái tốc biến, và kết quả là không đánh rồi. Rõ ràng là như vậy. Ở thời điểm mid game, đội hình của Halai Sport họ đi chung với nhau rất là khỏe và PSG họ cực kỳ khó bởi vì họ đã thua tiền rồi. Chất tướng ở khúc này họ cũng đang thua so với đối phương nữa. Nếu như muốn đánh một cách chuẩn xác thì họ có thể để rắc đẩy lẻ ca nhường tốt, họ đã có một con rồng làm vốn rồi và chờ cho đối phương có tầm độ 2 đến 3 rồng thì bắt đầu mới giao tranh so với đối phương, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngoài ra Akali này sẽ cần phải bắt vào người chơi, đó là người chơi xạ thủ đối phương, thì quá nhiều điều kiện dành cho PNG để họ có thể gỡ. Và thậm chí là Halai Sport họ đã muốn tận dụng chất tướng mình đẩy nhanh tốc độ vào đấu. Họ đang áp lực vào khu vực đường giữa rất tư tốn mà thôi. Họ biết được rằng áp lực của Phoenix là vừa đủ để khiến cho bên phía của BG không thể nào di chuyển ra khu vực đường giữa cách dễ dàng. Và thậm chí là dùng cái chuyện muốn lấy được trụ hai khu vực đường giữa. Sức mạnh kiểm soát, sức mạnh macro đang bắt đầu được hình thành từ các thành viên của Hang Online. Họ đang áp đảo về mặt thế trận, đang bóp nghẹt từ BG. Đúng là như vậy, và thậm chí là Viper cũng được nhường rất nhiều lượng tiền đến cái trụ thứ hai nữa. Cái trụ thứ hai đem lại một cái lượng tài chính cực kỳ lớn luôn. Và sau khi mà có được cái trụ thứ hai này thì cái đường tiến ra hang rồng hoặc hang baron của PNG nó xa hơn bao giờ hết. Zeka cấp độ 13 đang đối đầu với Maple nhưng đang chơi cực kỳ cẩn thận bởi vì anh chàng này chưa nhìn thấy người chơi đường rừng của đối phương, và sau đó thì mới có thể dọn lính mà thôi, chờ một cách cẩn thận đến từ người chơi đường giữa của Halai Sport. Thậm chí anh ta còn muốn trách bụi một nhịp cơ. Hình như là anh ta vừa ngửi được mùi không thơm trong pha vừa rồi cho nên chỉ dùng e để có thể phong đến từ xa và có được sự an toàn khu vực ở trên. Đánh rất kỹ, không có mục tiêu nào, thì hai bên đánh farm một cách hòa bình. Và khi đánh farm hòa bình như thế này thì bên phía của BC lại là đội bắt đầu thấy lo, tại vì họ đang thua về lượng tiền so với đối phương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi kéo về sau ngưỡng sức mạnh của Seiya hình thành trong giai đoạn tổng, rõ ràng là có được một cái sức nặng nhỉnh hơn một tí so với một con Kai'Sa. Halai Sport họ đang muốn dấn lên và để kiểm soát bản đồ quanh con Baron này. Con Baron bây giờ thì họ có thể câu để có thể đưa đối phương tiến ra Baron và tạo ra một cái thế để cho Peanut anh ta có thể tung một cái cửa lực thiên nhiên và Na bọc cánh phía sau. Đó là điều kiện tối ưu nhất dành cho Halai Sport khi mà con Na này có thể thích nộ được đẹp. Còn khu vực này, Junjia đã bị đẩy lui về. Ôi, anh ta ăn vô la băng và có game vi tiêu và lao vào. ZK nằm xuống hay cũng chấm dứt. Bên phía của BG muốn phản công ngược lại, họ tiếp cận vòng của Peanut, làm kẻ thành công vòng của Peanut. Sau đó thì Viper cũng dùng tài nguyên để thoát về. Một mạng hạ gục dành cho bên phía của BG, cơ hội để cho họ nhìn vào Baron chăng. Junjia đang khá thấp máu khó. Và cần phải cân nhắc rất nhiều từ bên phía của BG. Thật sự là rất khó để tiến ra hang Baron ở thời điểm này. Nhưng ít nhất một điểm sắt đao dành cho Maple sẽ giúp cho anh chàng này chạy trang bị để có thể ám sát Viper dễ dàng hơn. Và hơn nữa thì Viper cũng đã mất đi tất cả những gì mà anh chàng này có rồi. Không có hai phép hỗ trợ cùng với cả chiêu cú của mình. Đang muốn tổ chức tấn công của Baron này. Woody còn ba con mắt, do đó thì có thể sẽ là một tình huống cắm mắt ra, cắm mắt phát hiện ra. Bắt đầu lao lên là Doran, anh ta tiếp cận vòng của Betty. Betty lùi về với bản năng sát thủ. Baron vẫn đang được ăn. Một mình Doran cản ba thành viên của BG ở tuyến trên. Baron đã có dành cho bên phía của Halline. Và giao tranh bắt đầu nổ ra. Và lock cực tốt của ZK tìm kiếm và dứt điểm thành công được Betty. Hang Online có lợi thế khi họ dứt điểm thành công được cả xạ thủ lẫn đường giữa của đối phương. Và họ có luôn cả Baron. Mọi thứ trở lại với quỹ đạo mà Hang Online mong muốn. Một tình huống côn Baron thực sự tuyệt vời của Hang Online Sport.
họ có thể cảm nhận được là đối phương, người chơi rừng của PNC đã lùi về ở pha thi đấu vừa rồi. Do là Junjia đã mất đi một cái lượng máu không hề nhỏ sau một cái nhịp mà anh ta gãy ngừng ngủ JK trước đó. Và từ đó thì họ đã có được một con Baron thành công, tiếp tục nâng cao lượng tiền chênh lệch. Bây giờ lượng tiền chênh nhau là rất lớn rồi, sau cái trụ này là hơn 8k tiền. Tôi nói thật là Betty game này chơi toàn ăn những cái lóc của JK nó rất là tức tưởi. Và tôi để ý hai lần hai pha giao tranh mà Betty nằm xuống đều là những cái pha giao tranh mà anh ta nằm xuống không kịp dùng tốc biến. Vì căn bản đó là lóc, đó là combo tuyệt vời đến từ đường giữa của Han Online. Khởi đầu bằng tình huống roll rất tốt của Doran. Và sau đó anh ta còn câu cho đối phương nhảy xuống nữa. Và từ đó thì tạo điều kiện để giúp cho Delay khống chế đối phương lại. Và nhiệm vụ của các thành viên còn lại của Howline là quá dễ dàng. Ăn Baron xong, lấy mạng của đối phương và từ đó họ rút về. Thậm chí là có luôn cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên nữa. Bây giờ thì Howline họ đang muốn xuống đường dưới này. PSG họ có một cơ hội duy nhất ở cơ hội này. Nhưng nó đã qua đi một cách nhanh chóng do Howline Sport họ đã quá cảnh giác. Và từ đó đường về của họ còn không. Ba thành viên Highlight Sport họ đang muốn xuống đường dưới. Bạn bắt đầu kéo xuống từ các thành viên của Han Online. Nhưng chỉ mới có ba người đây thôi. Họ bắt đầu lùi về một nhịp. Tốc biến đã đầu tư từ JK. Anh ta cũng đã xuất hồng đi. Quay lại hết ba người từ JK. JK đang làm hết khi mà các thành viên của BSG tử nạn dần dần. Và làm choáng khá tốt từ bên phía của BSG. Nhưng nó là không bao nhiêu cả. Một cánh én không làm nên mùa xuân, vì mùa xuân phía bên kia thuộc về JK. Triple kill cho Viper, nhưng rõ ràng diễn viên chính, nhân vật chính vẫn là JK. Đúng là như vậy, một tình huống gom không thể nào tuyệt vời hơn đến từ JK. Và sau đó là Delay lao vào với sự hệ tráng kết hợp với cả một cái bộ pha tập tốc nữa. Tiếp tục là một nhịp hất tung ba người của Delay nữa. Và nhiệm vụ của Viper là quá đơn giản, anh ta đứng ngoài xả sát thương và có được triple kill. Sau đó đẩy cao lính ở khu vực đứng giữa này và để cho Peanut Data có được con rồng tiếp theo. Và sau đó kéo xuống đường dưới nhắm tới cái trụ thứ hai ở đường dưới. Lượng tiền tranh nhau là 10k rồi và sau cái trụ này là hơn 10k. Bất lực hoàn toàn bởi PNG. Thật sự, pha vừa rồi BSG chỉ có thể gọi là kính cẩn nghiêng mình trước vị vua mang tên JK. Những đường kiếm quá sắc nét. Liệu là một mùa của JK chăng đây? Bộ tướng đang rất ủng hộ Howline Sport và cả đội hình của và cả JK nữa. Một tiếng gom với cái tự đoạt mệnh không thể nào tuyệt vời hơn. Và sau đó là một cái điểm tựa để giúp cho Delay bơi vào. Akali chăm tạc của Maple cố gắng kéo theo mạng của JK. Nhưng đó là tất cả những gì mà Maple làm được ở pha thi đấu này. Và đó là một tình huống mà Howline Sport làm gọi đội hình của PSG. Và sau đó thì họ đang bắt đầu về nhà mua trang bị, chuẩn bị cho một đợt tiến công tiếp theo. Họ muốn bắt vào Doran ở khu vực nửa dưới. Nhưng mà Doran anh ta đánh quá cẩn trọng. Khu vực không có tầm nhìn, không đi vội. Anh ta đi rất từ tốn mà thôi. Và khi biết được rằng các thành viên của BSG đang tập trung ở một khu vực nào đó, thì các cánh còn lại họ online đẩy rất nhịp nhàng. Họ đẩy ở khu vực đường giữa, họ đẩy ở khu vực đường trên. Và họ sẽ chờ cho con Baron tiếp theo của ván đấu. Nhiều khả năng con Baron tiếp theo của ván đấu sẽ là nơi để cho bên phía của họ online kết thúc ván đấu. Nét đang bắt đầu muốn ngăn cản hút đi bọc hậu phía sau. Trong khi đó thì lính đang tràn lên ở hai cửa. Và rõ ràng một điểm là với Highlight Sport họ không có bù lại Baron ở trong tiểu này. Do đó thì cái tốc độ đẩy của họ đang bị ngăn cản chậm lại một chút xíu. Tiếp tục về nhà mua đồ, chuẩn bị mua mắt để kiểm soát Baron chăng. Baron thì cầm tầm khoảng 2 phút nữa nó mới xuất hiện cơ. Và có lẽ rằng là bên phía của Highlight Sport họ đang muốn là set up tầm nhìn để dụ đối phương ra một cách dễ dàng hơn trong việc là công phá tới những cái trụ bậc thềm của đối phương. Bắt đầu sẽ là cái thời điểm mà bên phía của Howline kiểm soát tầm nhìn ở quanh khu vực nửa trên, ở khu vực mảng đường trên và tìm kiếm những con bò lạc mang tên BSG. Một thành viên nào đó là cố gắng tìm kiếm khả năng kiểm soát tầm nhìn chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt khi đi vào những cái vùng tối vô cùng ma thuật của Howline tạo ra. Rõ ràng là PSG không phải là một đội yếu, nhưng đối thủ của họ hôm nay là quá mạnh. Howline Sport chỉ cần một combat quanh con sứ giả khe nước thôi, họ đã mở ra thế trận dành cho họ rồi. Và đây là thời điểm mà Howline Sport họ là người làm chủ cuộc chơi. Trong khi đó thì PSG họ cần phải cố gắng phòng thủ thêm một chút nữa và chờ đợi sai lầm đến từ đối phương. Đó là cách tốt nhất mà PSG có thể làm ở thời điểm này. Nhưng cơ hội là quá mong manh do đối thủ đang có cực kỳ nhiều đồ thời điểm này. Thậm chí là Viper đã có 3 món trang bị lớn rồi, anh ta có lên thẳng với chùy gai là 4 món trang bị lớn. Quá xanh bởi xạ thủ của Howline Sport. Trong khi đó thì JK cũng đã có được 3 món lớn rồi. Cái lượng sát thương đến từ một con Yone ở thời điểm này là không thể xem thường.
Rồi, bây giờ sẽ chờ xem là bên phía của Hanalei kết thúc ván đấu như thế nào mà thôi. Chứ PSG tập này cũng khó lắm rồi, khoảng cách chênh lệch là quá kinh giữa hai đội. Tôi rất là thích cái cách mà bên phía của Hanalei họ giải quyết được cái kèo khó của vực đường giữa. Đó chính là cái nhịp di chuyển nhẹ ra của Doran và giải quyết hoàn toàn, khiến cho con Akali gần như mất tích. Hai bên đang bắt đầu lao vào nhau và Junzia là người đầu tiên phải rút chạy. Volibang tung ra, Thanh Tẩy được dùng từ Viper và họ nhắm vào người của Meppo. Meppo bơi ngược trở lại như là bơi vào đường chết mà thôi. Một mạng cũng đầu tiên đã có dành cho Zeka, double kill cho Zeka. Kiếm khách của Hawalai đang bắt đầu đi những đường kiếm tuyệt đẹp như là trưởng môn của phái võ đen. Mạng thứ ba là dành cho Viper, nhưng mạng thứ tư thì Zeka vẫn đang tìm kiếm. Anh ta chọc liên tục vào người của Zeka, sẽ thường chưa đủ, bắt buộc phải rút về khi hết thời gian. Nhưng Doran sẽ làm nốt phần việc còn lại, tiếp cận và dứt điểm thành công. Chuẩn bị hóa nạc khổng lồ, anh ta muốn tìm kiếm vào Betty, chưa có nhảy, đang vội từ các thành viên của Hawalai khi họ áp lực vào cái trụ ba khu vực đường trên, áp lực vào những khu vực đường trên và chắc chắn sẽ chiến thắng mà không cần đến Baron của Hawalai. Và như vậy hạt giống số 1 của khu vực LCK đã có được chiến thắng đầu tiên ở chung kết thế giới năm 2024 năm nay. Đầu game họ vấp phải rất nhiều sự kháng cự đến từ hạt giống số 1 của khu vực PCS. Betty đang bị chém, anh ta cố gắng lết về combo rất hay đến từ Alistar của Woody và lấy được một mạng của Delay rồi. Nhưng nhà chính đang bị chém liên tục, tiếp tục là Peanut. Chiến thắng đã có dành cho Live Sport. Một chiến thắng mà tôi nghĩ rằng là vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Hawalai. Tại vì họ chủ động chọn một cái đội hình sẽ cần một chút sự nhẫn nhục ở khoảng thời gian ban đầu. Họ bỏ 6 sau, họ bỏ một rồng, nhưng họ không quá nao núng. Chỉ với một pha giao tranh duy nhất, JK tìm được góc tiếp cận vào Betty. Và từ pha giao tranh đó trở đi thì thôi, các thành viên của BG đã không còn nhìn thấy được ngày mai nữa. Thứ họ thấy được là những đường kiếm quá tuyệt diệu từ JK. Đúng là như vậy, và chúng ta cũng không thể nào quên được những người chơi còn lại của Hanalei Sport, họ làm rất tốt, đặc biệt là Viper. Rõ ràng xạ thủ Hanalei Sport.